là ai hiện? Bây giờ mình hiểu cái thế giới này nè, ông A Di Đà mình đâu có mặt, sao không biết mặt mũi ông sao đâu. Mà bây giờ ông A Di Đà này là do người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra, rồi mình ngồi niệm Phật, cái niệm A Di Đà. Thì cái ông thánh á, trên trái đất này nó có hai cái trường hợp mà để cho người ta thấy hình bóng, hình bóng. Một là cái ông, nếu mà mình sử dụng cái thần thông đó, ở từ cái câu thần chú á, mình niệm thì mình sai được cái ông thần quản lý tánh Phật của mình á. Ông bóc cái ông đó ra cho mình, phải dụng thần thông nha. Còn mình ngồi mình mơ tưởng là cái ông thánh á, ông thánh ông là ông thánh A Di Đà đâu, ông thấy hình nào để ông kéo lại cho mình. Phải hiểu cái này nè, sử dụng thần thông là phải sai ông thần quản lý. Giống như ông thần quản lý giống như mình là cái người giúp việc cho mình vậy, không có gì đó. À, và tôi sai ông đi lấy cái này cho tôi thì ông đi, nhưng mà anh phải có cái lực. Còn nếu mà tôi muốn thấy cái đó là anh phải cúng, là người ta cho anh thấy là gì vậy. Thì cái ông thánh á, ông lại kêu bây giờ cúng ăn thật, tôi lại tôi bốc cái hình đó để cho thấy. Vì thế mà cái hình cái tu A Di Đà nó sai cái chỗ này, tao không hiểu, tưởng là Nam Mô A Di Đà 3-4 tiếng mới thấy, tưởng đâu là mình ông Phật hiện cho mình. Ông Phật thì giờ đâu mà làm chuyện đó. Giờ hỏi chứ cả nước Việt Nam mà rần đi 10 triệu người niệm Phật, không lẽ Phật đâu. Thì mỗi ông địa phương nó móc một cái cho mình thấy thôi. Thiền tông ra đời nó mới giải mã được cái này, thì nó mới xóa được cái kia. Cái gì trên thế giới này nó có hết chứ không phải không, nhưng mà điều ai đẳng cấp nào đưa cái hình này xuất hiện, thiền tông nó sẽ nói hết cho nghe. À, nên nhớ là tu mà niệm câu thần chú thì sai khiến được cái ông thần quản lý á, thôi đi ông ở, ông thần quản lý giống là người giúp cho mình thôi chứ. Thì mình niệm mà ông sai tới, sao giờ ông làm ơn là lại nó lấy cái này thôi, chẳng lại ông lấy cho mình thấy thôi. Còn nếu mà tự lực cánh sinh, mình cúng mình niệm, bởi vì thường thường tụng kinh và cúng thì cái ông thánh ông giúp. Còn mà tự nhiên sử dụng thần thông là cái là nó sẽ tự động nó phát ra. Mình hiểu cái này thì mới giải mã được cái linh thiêng. Như trái đất này là ngũ thú tập cư, mình phải coi người nào nhiệm vụ gì, mình phải hiểu cái này thì mình mới hiểu thiền tông được. Rồi hỏi tiếp đi. À, trước đây á, là cái cô này á, tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật, thì có người bạn dẫn sang thiền tông thất và có giải thích cho cô về tánh nghe thấy biết, và hỏi cô có bỏ niệm Phật và theo pháp môn thiền tông được không. Cô chấp nhận. Thì tối hôm đó về bị đau đầu và ê ẩm toàn thân, hiện tượng này là như thế nào ạ? Bây giờ mình phải hiểu á, niệm Phật là cái gì. Niệm là nhớ, mà nhớ Phật, Phật nào đây? Phật mình không nhớ, mà mình nhớ Phật bên ngoài. Phật bên ngoài có ở đây không, hay là ngũ thú tập cư? Có chừng rồi. Niệm Phật hiện giờ là mình nhớ ngũ thú tập cư, nhớ ông Phật bên ngoài. Ông Phật bên ngoài đó là ai? Là thánh á. Bây giờ mình mời ông thánh nó vô rồi, thì bây giờ mình làm bất cứ gì đưa chuyện khác vô là nó không chịu, nó làm cho mình đau thì thôi. Cái đó là cái quy tắc tu thiền tông phải hiểu. Cái căn bản là ngũ thú tập cư, thần có nhiệm vụ gì, người có nhiệm vụ gì, và cô hồn có nhiệm vụ gì. Bây giờ đây mình nhớ Phật mà tưởng A Di Đà, A Di Đà đâu ở đây, thì ông thánh phải nhào vô, ổng hiện A Di Đà rồi mình thấy, rồi mình thích rồi đưa ổng vô, đưa vô cái tàng thức của mình. Rồi giờ mình mới đưa cái thiền tông này vô, nó không chịu, nó quậy, ông kia chạy ra, ông kia trước khi chạy ra ổng có giật mình. Giật mình chịu nổi không? Nếu mình chịu không nổi thì mình bỏ cái thiền tông này theo ổng. Còn nếu mà mình chịu mình bỏ thiền tông thì mình sao đây? Nếu mình vô, bởi vì tôi nói là vô thiền tông bỏ thiền tông coi chừng. Giống như con người ta ăn được nhưng mà ói ra không được. Nên nhớ một điều, con người ta ăn được nghe, nhưng mà ói ra khó. Mình phải, bởi vì ta khuyên tu thiền tông phải cho kỹ. Liệu tu nổi thì tu, tu nổi thôi. Liệu ăn được thì ăn, ăn được thôi. Chứ đừng có ăn rồi ói ra là cho chết. Bởi vì bây giờ bắt đầu tôi nói về chiều sâu của thiền tông. Nên nhớ rằng tu vật lý không ăn thua gì. Tu vật lý là những cái hiện tượng là thế giới này, ngũ thần người, ngạ quỷ nó làm những hiện tượng thôi. Còn thiền tông nó vạch trần ra hết. Mình liệu vô nổi thì vô, còn vô không nổi thì rút lui. Chứ đừng có vô đây rồi
khúc đó muốn đi ra không biết làm sao, mà là phải chịu cái hậu quả. Bởi vậy tôi nói thế giới vật lý này về nhân quả vật lý rất đơn giản, nó không ăn thua gì hết. Còn thiền tông là khác. Thiền tông giống như mình, giống như mình lái máy bay có lái nổi không? Nếu mà lái không nổi thì sao đây? Nó rớt rồi coi sao đây. Còn mình mà tu vật lý thì nó có mấy cái loại, một đi bộ, hai chạy xe đạp, xe gắn máy, ô tô thôi. Nó có đụng cũng còn sống, nó có đụng thì còn sống được. Nếu mình phải hiểu cái thế giới này như thế. Mà bây giờ thiền tông bây giờ bắt đầu ta nói trắng ra để chi? Để nó cảnh cáo rằng cái người tu thì nên cố gắng. Nếu không được thì trở lại dòng tộc đi luân hồi đi. Chứ đừng có thề thốt rồi tu tới này kia nọ. Mà trong khi đó mà đã đi vào rồi mà không thoát ra được rồi thì nó rất nguy hiểm. Đó, cái thiền tông nó rất khó và chứ không phải đơn giản. Vì thế mà ông Phật á, tại sao ngày xưa không dám dạy người kia gì? Cái ngày xưa là cái thời kỳ, cái trí khôn của người ta nó thuộc về thời kỳ đầu đồng. Có nghĩa là hiểu về cái gì linh thiêng thôi. Bây giờ là cái thời kỳ nguyên tử là nó hiểu về không gian, rồi điện từ. Thì mới nói cái thiền tông này được. Mà bây giờ, bởi tại sao mà nói thiền tông mà mấy ông thầy vật lý chửi? Bây giờ mấy thầy vật lý là cái khả năng của ổng là thời kỳ đồ đồng thôi, chứ trí khôn ổng là thời kỳ đồ đồng thôi, chứ làm sao tụi qua cái thời nguyên tử được. Vì thế là ổng chửi cái đó là cái bình thường. Nhưng mà nên nhớ rằng chửi thiền tông có nghĩa là từ chối thiền tông. Thì sau đó thì mình sẽ đi đâu đây? Từ chối thiền tông là giác ngộ giải thoát. Mà từ chối giác ngộ giải thoát thì mình phải đi theo con đường nhân quả luân hồi của trái đất này. Mà nhân quả luân hồi trái đất này á, nếu mà nó nặng lắm á, thì 18.000 năm thôi. Nó còn đâu với 10 tỷ năm, 18.000 năm không bằng thùi. Nó mình phải, còn nếu mà xâm phạm thiền tông, bởi vì Đức Phật có nói một câu tội mà chửi Đức Phật đó, cao lắm mà xuống 18 tầng địa ngục ở thôi. Còn nếu mà khinh chê cái này thì anh phải xuống cái hầm 10 tỷ năm. Thì coi 10 tỷ năm với 18.000 năm cái nào nhiều hơn. Vì thế Đức Phật cũng nói, vì thế mà chửi Như Lai tội không bằng, tội không ăn thua gì đối với cái 10 tỷ năm này. Đó, vì thế mà thiền tông bây giờ bắt đầu người ta đi nói dần dần, nó nói sâu vào, mà ta nói rõ luôn. Mà hiện bây giờ đó thì tất cả kinh Đức Phật có để lại hết chứ phải không? Nhưng mà người ta không muốn, mấy ông thầy không dám đọc kinh mà cũng không dám giải thích kinh nữa. Trong mấy cái bộ kinh mà cái kinh cứ giống như kinh Kim Cang, nó nói rõ ràng, rồi cúng dường diệu pháp liên hoa, kể cả trường A Hàm, kinh trường A Hàm Đức Phật cũng nói cái vấn đề nhân quả rất nặng, mà tại người ta không để ý thôi. Thiền tông, cái người mà tu đạo Phật á, nếu mà anh hiểu về giác ngộ giải thoát thì đi dạy người ta, còn không thôi ngồi ở nhà đi, đừng có ngồi đó mà bắt dạy ngồi thiền này ngồi thiền kia, mắc rồi niệm Phật này kia. Cái chuyện thế giới vật lý thì anh phải nói là cái này á, nó không có giải thoát được đâu, ngồi thiền không có giải thoát được đâu. Dám ai dám nói cái đó? Ai dám? Ông chưa có ông thầy nào dám nào cái ngồi thiền hoàn toàn không giải thoát được, ngồi thiền chỉ thành A La Hán thôi. Chưa có ông nào dám dạy cái này. Nó người nào mà muốn giảng mà nó đúng thì phải dám giảng là ngũ thú tập cư, nhân quả luân hồi. Người nào dám giảng cái này thì mới gọi là mà là một thầy, một vị tăng chân thật. Còn một vị tăng mà nói rồi để giấu người này lừa người kia, bởi vì giấu lừa người ta mới cúng cho mình. Còn nếu mà nói trắng ra không ai cúng. Bây giờ nói suy nghĩ đi, nếu mà nói về kinh Tứ Thập Di Chương cúng dường đi, nói chuẩn ra có ai cúng cho ông thầy đồng nào không? Cúng một dạng Đức Phật cũng không bằng cúng một vị đạo nhân vô tư, mà giờ đi kiếm một ông Phật cũng không có, mà không một dạng làm sao cúng đây? Đó, mình suy nghĩ vậy. Nếu một vị thầy nào chân chính dám giảng cúng dường, đem bộ kinh Tứ Thập Di Chương ra giảng đi, mà bộ kinh Tứ Thập Di Chương nói rất rõ ràng, không có giấu bất cứ cái gì hết.
mà bây giờ đa số người ta đưa kinh ra những cái mà yếu điểm người ta không nói, mà ta nói cái gì có lợi cho mấy ổng thôi. Đó. Rồi hỏi tiếp đi.